Từ màu đỏ trời cho, trái gấc có thể làm xôi, chè, bánh lên màu tự nhiên là lựa chọn số 1 của các gia đình trong những ngày lễ Tết. Không phải màu tươi rói từ thịt gấc mới có tác dụng, mà từ hạt, lá, cùi cho ra thức ăn ngon, món lạ. Ăn mày mà đòi xôi gấc, câu ví von xưa đủ cho thấy cái quý của trái gấc ở vườn nhà. Là loại dây leo nhưng chúng có sức chống chịu dẻo dai với hạn hán và đất phèn mặn chua, trong khi vốn đầu tư lại ít hơn hẳn so với các loại cây trồng khác. Trồng gấc chỉ tốn chi phí ban đầu làm vàng cho gấc leo khoảng từ 6 đến 7 triệu đồng 1.000 m², và thời gian sử dụng là trên 5 năm. Sau khi tham khảo, học hỏi kinh nghiệm về việc chuyển đổi cây trồng, Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An quyết định phát triển mô hình này. Gấc có tuổi thọ từ 10 đến 15 năm. Đây là loại cây hoang dã nên sinh trưởng rất khỏe, không tốn nhiều công chăm sóc cũng như chi phí phân bón. Trồng 3 tháng thì ra bông, sau 4-5 tháng thì có trái, 6 tháng có thể thu hoạch dần và đi vào ổn định từ tháng thứ 8. Cây gấc ra trái quanh năm, thị trường chủ yếu là trong nước nên không bị áp lực về giá cũng như quy trình bảo quản như các loại nông sản xuất khẩu. Trên một công đất trồng, chi phí đầu tư ban đầu chưa tính hệ thống tưới tự động chỉ khoảng 15 triệu đồng. Năng suất đạt khoảng 1,5 tấn trong năm đầu và tăng dần qua các năm. Nếu không xuất bán kịp thì có thể trữ thịt cấp đông, không sợ bị hư. Khoảng 3 kg trái gấc tươi được 1 kg thịt. Giá bán trái gấc tươi rẻ nhất là 10.000 đồng 1 kg. Khi hút hàng thì có thể lên đến 40.000 đồng 1 kg. Trồng gấc theo quy hoạch, hợp tác xã còn hướng dẫn các thành viên trồng theo mô hình VAC là trên gấc, dưới cá, khu vực dành đai thì xen thêm các loại cây phù hợp, cần ít ánh sáng, vừa cải thiện thu nhập, vừa dễ áp dụng biện pháp sinh học để canh tác an toàn. So với các cây trồng khác thì loại dây leo này dễ trồng, mau thu hoạch. Một lợi thế nữa cho người dân là cứ 4-5 ngày bán một lần như trồng rau màu, nên rất nhanh thu hồi vốn và mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Hợp tác xã sản xuất theo quy hoạch nên không để nông dân trồng tràn lan nhằm đảm bảo đầu ra. Điều tâm đắc ở mô hình của hợp tác xã này là tinh thần hợp tác của những người tham gia. Dù nông dân còn gặp một số khó khăn khi xử lý các vấn đề về sâu bệnh, nâng cao chất lượng trái, hiện phía ngành nông nghiệp tiếp tục tư vấn về kỹ thuật, khai thác và ứng dụng sản phẩm sinh học, hữu cơ hóa, nâng cao hiệu quả của mô hình. Gấc được dùng trong đa dạng ngành thực phẩm, dược phẩm. Với những triển vọng này, hướng tới còn ứng dụng cấy mô để nâng cao chất lượng giống, kết nối với các tổ chức tìm đầu ra ổn định, phát triển bền vững loại cây trồng trên vùng đất bạc màu, phèn mặn. Tại Nghệ An cũng có cánh đồng đất rộng lớn, song song còn có rau má, lạc tiên với diện tích trên 250 hectare tại huyện Nghĩa Đàn, Yên Thành. Tất cả cây trồng đều là nguồn dược liệu phong phú có giá trị kinh tế cao.